Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Head Honda Hồng Đức. Thì ngày hôm nay trong gần cuối tháng 11 này thì An sẽ cập nhật lại cho các bạn về mẫu xe quay GX nha các bạn. Thì cũng có nhiều khách hàng đang còn quan tâm về chiếc xe này, cũng như là quý khách hàng đang yêu thích cái phiên bản màu đen nhám, phiên bản bánh căm thắng đĩa. Thì ngày hôm nay An sẽ quay cho mình xem lại phiên bản màu này một lần nữa. Bên cạnh đó thì An sẽ cập nhật lại cái giá xe và những cái ưu đãi dành cho khách hàng khi mà mua xe trong cuối tháng 11 này tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10, thì các bạn sẽ được hỗ trợ những cái ưu đãi gì. Thì trước khi vào nội dung video thì An cũng xin phép được cập nhật lại địa chỉ cửa hàng là Head Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Châu Ích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại cá nhân của nhân viên có để trên màn hình. Các bạn đang quan tâm thì các bạn hãy gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để được tư vấn miễn phí nha các bạn. Cửa hàng của An thì nằm ngay chân chợ Chợ Quýt luôn của huyện Châu Thành các bạn, quốc lộ 1A rất là dễ đi luôn nha. Thì sau đây thì An sẽ mời các bạn xem về cái phiên bản quay GX. Ở đây An quay cho các bạn xem với ba cái màu. Phiên bản màu đen nhám là phiên bản đặc biệt bánh căm thắng đĩa, còn hai màu là đỏ đen và trắng đen là phiên bản thể thao bánh mâm thắng đĩa. Bản thể thao thì chúng ta sẽ có thêm màu xanh đấy nha các bạn. Còn đối với bản tiêu chuẩn là phiên bản màu đỏ đen bánh căm thắng đùm. Hiện tại thì cửa hàng Honda Hồng Đức 10 của An đang có đầy đủ luôn. Thì ngày hôm nay An sẽ quay cho các bạn những cái màu mà hot nhất, giống như là phiên bản căm đĩa này hàng về rất là ít luôn, và đặc biệt phiên bản bánh mâm màu trắng cũng rất là ít hàng luôn các bạn. Nên là An quay cho các bạn xem, nếu bạn nào đang coi được video này mình ưng ý thì hãy gọi điện cho An trước ha, để được hỗ trợ giữ xe cũng như là hỗ trợ giá khách hàng online cho các bạn. Thì mẫu xe quay GX này là mẫu xe phun xăng điện tử, mẫu xe số với khối động cơ là 110. Mẫu xe này nó sẽ có những cái tính năng như là ổ khóa đa năng 4-trong-1 nè, mở cốp xe bằng một nút bấm nè, và xe được trang bị công nghệ phun xăng điện tử thì khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó là 1.56 lít trên 100 km nha các bạn. Và thiết kế cũng vô cùng là góc cạnh và thể thao. Thì mẫu xe này nó sẽ phù hợp cho tất cả mọi đối tượng khách hàng luôn ạ. Tùy theo cái phiên bản màu sơn mình có thể lựa chọn một cái phiên bản ưng ý. Và xe này thì nó lại tiết kiệm nhiên liệu. Nó có phiên bản bánh căm nè, bánh mâm, phiên bản thắng đĩa và thắng đùm, để cho khách hàng có đang lựa chọn thích cái loại nào thì mình đều có được hết trên cái mẫu xe quay GX này nha. Và ngoài ra thì hiện tại mẫu xe quay GX này bên cửa hàng của An đang có hỗ trợ cho các bạn là phí đăng ký là 500.000 đồng trừ thẳng trực tiếp trên giá trị xe. Hỗ trợ cho mình là phí đăng ký 500.000 đồng trừ thẳng trực tiếp trên giá trị xe. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ được tặng một cái phiếu mua phụ kiện trị giá là 300.000 đồng nữa. Phiếu phụ kiện này mình có thể là gắn ba ga phụ kiện nè, gắn công tắc đèn, gắn chống trộm hay là gì đó, tùy theo cái nhu cầu của mình nha. Và xe thì mua xe sẽ kèm theo cái gói quà tặng bao gồm là mũ bảo hiểm đỡ đầu có kính nè, áo mưa móc khóa. Xe thì bên cửa hàng sẽ bảo hành cho các bạn là 3 năm hoặc 30.000 km thì điều kiện này đến trước nha. Thì hiện tại mẫu xe quay GX này giá nó chỉ dao động từ khoảng 22 triệu thôi ạ. An xin cập nhật giá cho các bạn nha. Giá nó chỉ dao động từ khoảng 22 triệu, giá tùy theo phiên bản. Nên là các bạn có yêu thích bản nào, bản bánh mâm hay gì đó thì các bạn hãy gọi cho nhân viên được báo giá chính xác nha. Hãy gọi cho nhân viên được báo giá chính xác. Thì vừa chia sẻ nhân viên để được tư vấn nha. Và các bạn biết đó, thì mua xe thì với nhiều cái phương thức thanh toán như là tiền mặt thì các bạn đang được hỗ trợ ký là nếu như các bạn mua xe thì hiện tại bên cửa hàng của em đang có cái ưu đãi như là không cần trả trước nè, trả trước 10%, trả trước 20% đều được nha các bạn. Trả trước 20% thì các bạn sẽ được cái gói lãi suất là 0.79 nhận kèm với gốc nha, 20%. Và các bạn biết đó, thì xe GX này xuất hiện xe Honda về Việt Nam, Honda Việt Nam về cũng ít, và những cái cửa hàng lớn thì nó mới có xe nhiều, như hiện tại bên cửa hàng của An thì nó đang có đầy đủ nha. Đặc biệt có thì một số khách hàng An bán được cho các bạn, khách hàng cũng khá là xa, giống như ở thị xã Vĩnh Châu hoặc là An bán về Thạnh Trị rồi đó, thì lên cửa hàng của Thành An mua rất nhiều. Quý khách hàng nói là ở dưới không có xe, thì An không biết là cái lượng xe thực tế ở mỗi khu vực nó như thế nào, nhưng mà hiện tại thì bên cửa hàng An nó đang có đầy đủ. Nên là mình có yêu thích cái phiên bản này thì hãy gọi cho nhân viên trước nha. Và như An chia sẻ đó, khi mà các bạn gọi cho nhân viên đó, thì các bạn sẽ được tính vào là khách hàng online, chốt xe online đó, thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm nữa. Nên là các bạn xem được video này thì các bạn hãy gọi cho nhân viên trước nha. Và tiếp theo nữa thì An sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình thu cũ đổi mới. Với mong muốn hỗ trợ khách hàng có xe cũ mình sử dụng quá rồi, hoặc là xe thì nó đã không chính chủ gì đó, thì quý khách hàng có nhu cầu đổi, bên cửa hàng áp dụng chương trình
nó mới. Chương trình thu của nó mới thì nó sẽ có hai hình thức. Hình thức đầu tiên là chúng ta sẽ thanh toán bằng tiền mặt và trợ giá sức khỏe thì mình sẽ được hỗ trợ giảm thêm 1 triệu, gọi là trợ giá thêm 1 triệu đồng cho mình trừ thẳng trực tiếp trên giá trị xe mới. Còn nếu như mình đổi xe cũ mà mình muốn mua xe mới không mình nên thức thì mình trả trước cái bên 20% thôi, 20% giá trị xe thôi, mình sẽ được hỗ trợ gấp không lãi thời hạn gấp trong vòng 1 năm, à trả trước 20% thôi nha. Nếu mà có đổi xe cũ nó mới được gấp không lãi nha các bạn. À, thì An cũng nói rõ luôn đó, thì xe cũ thì bên cửa hàng của An sẽ thu lại với tất cả các dòng xe, loại xe và xe 50 vẫn thu nè, xe công chính chủ vẫn hỗ trợ thu nè, để cho các bạn mình có thể đổi qua mua xe mới để mình đi làm, phục vụ cho công việc, cho cuộc sống của mình. Thì mẫu xe quay EG Deep, một cái điểm mà An chưa cảm thấy là nó chưa có cải tiến lắm, nếu như mà được trường hợp mà nó được trang bị một cái đèn pha LED nữa thì An nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà chắc có thể là do để Honda Việt Nam nó đang phân khúc giữa cái động cơ 110 và động cơ 125 á các bạn, nên là tất cả các mẫu xe số động cơ 110 nó đều sử dụng đèn halogen hết nha, chỉ có Future là mới được sử dụng đèn LED thôi. Chính vì thế là mẫu xe G-Deep này tuy là nó phun xăng điện tử nhưng mà nó vẫn là phân khúc động cơ 110 á các bạn. Thiết kế thêm mới năm 2024 thì các bạn thấy nó đem đến chúng ta một sự mới lạ, góc cạnh và khác biệt. Xe thì hiện tại thì cửa hàng sẽ bảo hành cho các bạn trên toàn quốc nha, nên là mình mua xe thì mình sẽ được bảo hành trên toàn quốc, các bạn cứ yên tâm. Mình mua xong mình đi làm xa hay gì đó thì mình vẫn có thể là bảo hành được bình thường. Và tiếp nữa thì em sẽ chia sẻ cho các bạn về chương trình là thì hiện tại thấy là cái công nghệ này phát triển thì nhiều khách hàng có nhiều cái thẻ tín dụng á, nếu như mình muốn thanh toán bằng thức quẹt thì em vẫn có hỗ trợ nha, hỗ trợ quẹt thẻ. Còn cái thời gian quy đổi thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với bên phía ngân hàng. Như các bạn đang có thẻ Sacombank thì bên cửa hàng ngang có quy đổi 0% lãi suất cho các bạn nha, hỗ trợ cho ngân hàng Sacombank nha các bạn. Còn những ngân hàng khác thì bên cửa hàng ngang vẫn hỗ trợ quẹt thẻ được bình thường, nên là các bạn muốn mua xe bằng hình thức quẹt thẻ thì vẫn được. Và hiện tại thì An sẽ nói thêm một xíu về cái chương trình mà đăng ký xe. Do là xe hiện tại của mình là xe mới và được đăng ký theo Bộ Công an quy định đó là phải đăng ký toàn trình đó các bạn. Đăng ký trên ứng dụng điện tử và các quý khách hàng phải có định danh điện tử mức 2 đó. Thì hiện tại nếu như các bạn đang thỏ điều kiện thì đó là những cái ưu đãi dành riêng cho khách hàng mua xe tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Thì An xin phép được nhắc lại, giá xe hiện tại chỉ dao động được khoảng 22 triệu thôi. Các bạn sẽ được hỗ trợ phí đăng ký là 500.000, hỗ trợ phí khách hàng trị giá là 300.000. Bên cạnh đó là áp dụng chương trình trả góp không cần trả trước nè, chương trình không cần trả giá 1 triệu đồng. Thì video của An xin phép được kết thúc, và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.